đó, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình cùng đoàn rước dâu của nhà trai đây, mình đi Cà Rông Bông để rước dâu. Hôm nay 6 giờ kém 15 là mình khởi hành từ thôn 9 xã Hòa Phú, mình đi Cà Rông Bông đó. Tất cả mọi người đây, trên hành trên xe đây, đây là đoàn rước dâu của nhà trai đi Cà Rông Bông rước dâu nha. Đi khoảng 15 phút và bây giờ mình đã đến thành phố Buôn Ma Thuột rồi đây. Đây là mình đi đường này đường gì anh ha? Đường tránh ha? Đi đường tránh qua EU. À đường này đi qua cái hướng mà bệnh viện Bệnh viện Vùng á. À bệnh viện Vùng á. Rồi chạy thẳng qua đường Bách đi. Đây là đường Bình Chánh, giống như đường vùng ngoại ô đấy, không đi vào trung tâm thành phố. Đây là đoàn nhà trai đây mà đi sớm quá. Sớm quá cho nên trên xe vẫn còn tối rồi nè các bạn này. Đó. Đó, sáng rồi, đi sáng rồi. Đây. Đó. Mọi người xem nha. Từ đây mà đi tới chỗ nhà gái thì khoảng đi khoảng bao nhiêu phút bác Tài ha? 2 tiếng. 2 tiếng hả? 2 tiếng 40 phút. 1 tiếng 45 phút. Rất đẹp. Đây các bạn xem, đây là đường mà ở Buôn Ma Thuột đẹp nhất thành phố. Đường này mình thấy mọi người hay đưa lên mạng Facebook quảng cáo con đường đẹp đây. Và bây giờ mình mới có dịp đi để chiêm ngưỡng nó đây. Đẹp cái hay bắn tốc độ á. Con đường đẹp nhất thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là bùng binh gì đây anh hả? Đó là đường này ra sân bay á, chưa xong á. Đây là đường ra sân bay. Quốc lộ 26, 27. À, bên này là đường ra sân bay đây. Đây là quốc lộ 26 anh. Chưa. À chưa. Chưa đâu. Đây các bạn nhìn hai bên này là người dân người ta trồng sầu riêng rất là nhiều này. Đây phía trước là cái vùng bên gọi là ngã ba Hòa Bình. Chúng tôi đã đến ngã ba Hòa Bình rồi. Đó. Và mình đi hướng Cà Rông Bông là đi hướng Đà Lạt đây anh hả? Đà Lạt, đúng rồi. À. Chỗ này là chuẩn bị tới đồi thông anh? À rừng thông hả? Đúng rồi. Đường này đẹp nè ha. Đường này sẽ bay. Đoàn nhà trai đã đi tới con đường này gọi là đường quốc lộ 27 đây. Tại nhà thì ở thành phố. Đây bên này là giống như rừng cao su ha. Tách à, cái tách này. Hai bên rừng tách. À rừng tách đây hả, cái tách này. Tách này để làm bắn súng này ha. Mưa rồi. À mưa.
tới chỗ cái đoạn này là giống như chỗ mà người ta bán cây giống Ecomart đấy hả? Đó. Tới đây thì trời đã có đổ mưa. Đây, chúng tôi đã ra khỏi thành phố Buôn Ma Thuột và đến chợ E Tiêu rồi. Trung Hoa. Chợ Trung Hoa hả? Chợ Trung Hoa, chợ Quỳnh. Chợ Trung Hoa, Quỳnh. Chưa Quỳnh. Huyện Chưa Quỳnh. Xã Trung Hoa, huyện Chưa Quỳnh. Mới đi được khoảng nửa tiếng ha, hơn nửa tiếng mà mọi người trên xe đây cũng lắc lư hết rồi đấy, buồn ngủ hết rồi. Đường này rẽ vào nay là xã gì anh? Ehu à, đi Ehu đấy hả? Đi xã Ehu. Vậy là chúng tôi tới cái đường rẽ vào xã Ehu đây. Là trời lại đổ mưa, đổ mưa lớn. Mưa rất là lớn này. Đoàn nhà trai đã tới xã Ehu. Đó. Bây giờ rẽ vào đường xã Ehu đây. Đây là đường quê đây. Hai bên sân bung. Làm đoạn. Đường này họ đang làm hả? Đường bê tông à? Do cái đoạn đường này, đường thôn này các bạn, họ đang làm cho nên là xe di chuyển tốc độ hơi chậm. Đó. Nên đi rước dâu phải tranh thủ đi sớm, không là lại không kịp giờ. Đó, đoạn đường này đang làm, đang đổ bê tông. Mới làm được nửa bên này, còn nửa bên này chưa là đang chuẩn bị tiến hành đổ đấy. Bên kia nó đá đèn rồi mà mình còn tới nữa không biết ra đường nào. Bên này đường đang làm đang mình đã tới rồi, mình tới luôn đi cho nó ra nó núp rồi kìa. Mình đã tới rồi cho nó núp con bên. Xe to xe kia. Đường này là chỉ có một làn đường thôi. Bên này đi là bên kia phải dừng lại. Nằm đây rồi thì mới đi được. Nằm đây đâu đi. Cho nên là bên kia phải đá dừng lại. Lấn bên kia được rồi, lấn qua được rồi. Bên kia khô rồi. Bên kia nó lui rồi. Đường này đang làm cho nên cứ đi cứ nhấp nhô thế này. Mình đã tới cánh đồng lúa, cánh đồng ruộng rồi. Dừng lại để né xe.
xưa là đường nguyên thủy của nó đường nhựa nhựa ha. Là đường đó, đường nhựa này, nhựa này. Đường này làm lâu lắm rồi đấy. Tính ra là đường này có lâu đời rồi. Thế rồi cũng dính mấy cây đường dòng. Ba cây là lại đến nhà rồi. Đây là tán hả? Đi đường đẹp có nhà bánh mì đây. Nhà bánh mì xong đi vô mấy cây nữa mà. Mấy cây là đến rồi đó. Bây giờ là 6 giờ 45 tức là mình di chuyển được 1 tiếng đồng hồ rồi. Thì tới đây là nửa đường chưa anh? Gần tới rồi. Gần tới rồi à. Di chuyển được 1 tiếng đồng hồ rồi. Giờ biết thấy không chết liền. Gần nửa đường rồi. Vậy là nửa đường. Đi khoảng 2 tiếng à. Do đường xấu quá. Do đường bể nhiều quá, hư quá. Giờ tới đi di chuyển được 1 tiếng đồng hồ rồi. Tới con chào thôn đây. Cái này là thôn văn hóa chưa nhìn thấy thôn gì. Nơi thôn gì đây? Hai xã gì đây? Ehu. À, tới thôn hai xã Ehu rồi. Rồi, đường này là đi êm luôn. Ở đâu? Mấy xúc đào nữa à? Ồ, cái trên kia là có núi, có đồi rồi. Khu này khu trung tâm hay sao mà cũng có nhiều xe ghê lắm. Cái này chắc trung tâm thôn 2 xã đây quá. Đây qua đường này à? À tới chợ nè, tới chợ Ehu nè. Đó, bây giờ là tới chợ xã Ehu. Đây tới chợ nè. Chợ này sang dân xóm chợ đang tụ tập buôn bán này, họp chợ, xe bỏ lung tung hết ha, chợ nhỏ. Đủ ăn chơi cái đường này, đường đẹp cũng đi đường này. Chắc đây bà con xóm chợ đang nhìn đoàn rước dâu. Chợ đây là chợ Ehu. Chợ nhỏ Ehu đây. Đây cổng chào thôn 1. Đây các bạn xem mình tới một cái đoạn đường là ở phía dưới là ruộng, cái đồng ruộng. Còn quay đi đón dâu vậy thì cái gì ở phía trên á là đồi núi không nhìn cảnh view đẹp chưa các bạn nhìn đó đẹp tuyệt vời luôn. View đây nhìn nuôi heo nuôi gà mà thịt mát nuôi vịt thì được. Phía dưới thì là cánh đồng ruộng nè, phía trên á là đồi núi nhìn cảnh rất là đẹp luôn. Đi rước dâu mà cũng được ngắm cảnh nữa mà. Cái này bê tông này. Trong này đang vẫn đang làm. Vẫn đang làm nữa. Vẫn làm vẫn bỏ. Đây mình tới một cái đoàn này là đang rút kim loại không phải đâu, cả đâu. Đang múc đường rồi. Đúng mẹ rồi. Chết rồi. Bên này tí đợi, lắc bên này tí mà được. Bên này nó đang làm đường. Đường. Đúng. Bên này đó. Quá. Bên này cây nó quẹt quá, xe rồi.
để nói chỗ này là gọi là đoạn đường khó nhất này. Chỗ này đúng là hạ, nó hạ luôn, là hạ luôn xuống luôn cả hai bên đúng không? Do đường nhỏ mà nó hạ được cái này là quá gian nan à. Nhiều quá gian nan á, mưa cái nào mệt. À, nhưng mà khó, nhưng mà nghĩ về chuẩn bị có dâu mới là cái là thấy vui liền hả? Thấy có hào hứng liền không anh? Thấy gian khổ này mình góp được cô dâu này. Cái đồi sau lưng đẹp, cái đồi sau lưng. Ở đây là cái xấu. Đếm người bảo ông cụ anh nó bảo nhà gái sang lâu chẳng. Đói rồi đúng không? Bây giờ gọi nó đi mua là vừa á. À, đoàn rước dâu nhà trai á là đi sớm quá cho nên là chưa ăn sáng luôn. Bây giờ đến nhà gái chắc phải nhờ pha mì đó. Đi mua mười mấy cây mới được gói mì nữa chết. Đi mười mấy cây số mua gói mì. Làm gì có quán trà gì đâu. Đâu, không thấy quán kìa. Nhà nó không có. Sưu tầm được cái đâu, cái đường này hay thiệt đấy chứ. Đúng rồi, còn một khúc nữa. Đó, tới cái đoạn đường này. Nhưng mà khó nhất là khúc cái điều nãy luôn. Đẹp nhất xã Cà Rông Bông. Đoạn đường này là tới đây là cũng đẹp đẹp rồi đây. Không biết đẹp là mấy trăm mét. Đâu nãy mà đi đón dâu mà gặp mấy người say xe mà chết. Đây mới gọi là rước dâu ở Tây Nguyên. Đó, rước dâu ở Buôn Ma Thuột Tây Nguyên này. Đó, rước dâu ở Tây Nguyên ha, tới đồi núi rừng núi này. Có thể đi vào đây là có thấy khỉ chạy luôn á. Alo. Không, đồi núi chập trùng. Sống không nguyên mà. Rồi đúng là ai vậy? Đó. Rồi, có gì không ơi? Cầu cống mà tôi cũng chưa vào đường này bao giờ. Đây đường xã, đường liên xã là châu đã chưa. Đây là đoàn rước dâu, rước dâu của chúng tôi là đến xã Hòa Thành. Nhà gái đó đến rồi đấy, đến đoàn xã Hòa Thành và đến sắp rồi. Đến nhà gái đi rồi, hỏi thằng Tài đó, đây thị trấn nó gần hơn không các bạn? Ờ, nó đây đi nhiều đúng không? Cái thằng bên châu nó thổ địa đây này, châu rất là nhiều. Ở đây là vùng vùng ruộng cho nên là người ta nuôi châu rất là nhiều. Lúc tôi kia là con tru. Đó, không phải châu đâu, con tru đu châu nhiều ha. Đó, châu nhiều kìa. Thấy sừng bày tiền không ấy, châu không à? Ừ, nguyên cái khoảnh cái đùi này thôi là đã rồi. Chúng ba miếng đây giống mẹ. Cái nó khó ăn lắm. Ừ, nó không sợ đâu nè, nó không sợ xe. Đi như trâu. Ôi. Chửi trâu là mà sao lì thế. Sao mới bảo là lì như trâu.
Trời ơi, ngay ra đây sáng sủa lên đến gần 13 nữa. Tới là đứa sáng sủa. Sáng sủa đây nè. Đây dân cư là đông đúc, không có như là Châu này. Đây, đoàn nhà trai đã đến nhà ông gái. Đi trước đi. Ta đi một hàng luôn đi. Cứ xếp hàng ta lên một hàng luôn đi. Và bây giờ chuẩn bị đi tới đây. Để hỏi MC Xuân Viên cái đã. À, đi đi một quãng đường dài, MC thấy thế nào MC? Nay cảm thấy rất phấn khởi đi đón cháu dâu. À, cháu dâu. À, đường đi đường nó dài một tí nhưng mà người vẫn thấy khỏe. À, đường hơi xấu đúng không? Đường rất xấu. Nhưng mà xấu. Nhưng mà niềm vui là sắp có cháu dâu là ăn đi thôi. Đó. Toàn rước dâu nhà trai. Này ai cũng phấn khởi hết. Đó. Hai. Đó. Đi một đoạn đường anh thấy thế nào anh? Nói chung là cũng mệt đấy. Mệt à. Nhưng mà sắp có cháu dâu là phấn khởi liền đúng không? Chắc bây giờ phải là mì tôm. Mì tôm hả? Từ từ đó người ta chưa đủ. Chuyển được. Chuyển được. Thống nhất với nhau.
hợp đồng chỉ chưa. Sao giờ bên nhà gái thì thôi cũng không có gì hết. Hai ông bắt tay chứ nữa. Đồng ý của gia đình nhà gái, gia đình nhận tay một lần nữa. Rất là cảm ơn đến với gia đình mọi nhà gái. Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để gia đình nhà ta chúng tôi những ngày qua đến gia đình công nhân hạnh phúc, gia đình xưa bày nay theo mà không thể thiếu. Chúng ta đã cùng nhau để tổ chức cho các cháu. Thì giờ hôm nay ngày là ngày hôm nay chung kết hai gia đình chúng ta gặp nhau để cho hai cháu đêm duyên. Thì xin mời bây giờ thì nhìn về nhau nhá. Nhìn thật vào chứ nào. Nhìn thì còn ngại lắm. Cháu gái ôm hoa đi. Rồi hai cháu đứng gần về nhau. Sát vào nhau. Rồi. Con nghiêng đầu về chỗ này đi. Rồi hai con bưng hai ly rượu mời hai bác phát biểu tại đại diện. Nhìn về giới thiệu đừng nhìn về tận mình. Nhìn hai ông nhìn về nhau đi, giúp được lời. Các con cũng tươi cười lên nhá. Rồi, hai ông uống, hai ông chạm ly đi. Thế ra ra ông nhỉ? Hãy luôn đến tay rồi vấn đề gì vậy? Rồi, hai ông ta cho chàng vỗ tay. Rồi ạ, để cho bốn ông bà.